Xin chào cô chú anh chị em. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình chia sẻ cách dự trữ rau mùa mưa nha. Mưa nhiều khi các bạn cô chú ở thành phố mưa nhiều quá đi không được, có khi bão rồi đó. Có khi ở trong nhà cả tuần lễ cũng không có ra ngoài được đó. Thì mình bây giờ trời nắng nè, bây giờ mình sẽ làm rau củ quả nha. Phơi khô để dành ăn, cái này là bông cải, củ su cái gì cũng có hết. Mình sẽ đem phơi, mình mua sẵn ở chợ đem phơi hoặc là cô chú anh chị em đi chợ thấy rau củ quả gì rẻ, bí, bầu, tất cả các loại rau gì cũng được hết. Rồi mình mua đem về mình phơi khô để dự trữ mùa mưa nha. Đây giờ mình bỏ ra vậy là mình phơi. Này là mình phơi bông cải rồi nha. Giờ mình đem ra nắng mình phơi nè. Bây giờ kế tiếp mình sẽ làm củ cải, có nhiều bạn cũng yêu cầu mình cô Tư chỉ cách phơi á. Đây, củ cải mình chỉ bây giờ mình đã bào vỏ ra hết trơn rồi. Bây giờ các bạn muốn sắc miếng thì sắc nha, không sắc thì mình bào, mà mình thích bào vậy hơn, vừa phơi nó mau khô mà lại ăn này lại ngon. Giờ củ cải mình cũng bào ra hết rồi nha. Bây giờ mình đem ra nắng mình phơi. Yêu chia sẻ tiếp. Bây giờ bông cải đồ của mình đã phơi khô rồi nè, cải xanh rồi. Bây giờ mình ngâm nha. Mình thấy đây là 250 cà rán này, mình ngâm mới ngâm nước nấu sôi nè, nhiều ghê không. Nó ra cái nước vàng, ra nước vàng thì cái củ rau củ quả mình này sẽ trắng trở lại nha. Bây giờ mình sẽ đem xả lại nhiều nước. Bây giờ mình xả là nhiều nước, đưa xả cho trong nước là được nha các bạn. Cái này mình ngâm chừng 15 phút 20 phút cũng được. Khi nào các bạn mà thấy nó nở ra như vậy nè, nó đỡ hết ra như vậy nè là được rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ món ăn nha. Cái này ớt nè bạn, ớt cái nó chín cái nó phơi nó vậy. Bây giờ mình để đi cho nó ráo một chút rồi. Bây giờ rau củ quả mình đã xả lại, mình vắt để cho ráo rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm món ăn nha. Trước tiên thì giờ mình sẽ làm món xào trước. Mình bắt chảo rồi mình cho vào chảo một chút xíu dầu, khoảng một muỗng canh thôi, cho dầu khoảng một muỗng canh dầu là được. Dầu nóng mình cho chút xíu tỏi vào, hành. Giờ mình cho rau vào nè. Mình cho cà vào. Mình cho vào đây chút xíu muối, chút xíu thôi, muỗng cà phê bột nêm, muỗng cà phê đường. Mình cho vào đây một chút xíu dầu hào. Nửa muỗng canh tương ớt. Mình cho vào em một miếng tương cà nha. Cuối cùng mình cho vào đây chút xíu nước. Bây giờ mình sẽ cho vào một miếng tiêu.
mình cho lá quế vào. Cô chú anh chị em mà nếu thích đó, có thể mình cho các loại nấm vào thêm cũng được nha. Còn này mình làm, mình chia sẻ cách đơn giản thôi. Cái này có cho nấm nào cũng được, thích thì cứ cho vào nha. Giờ mình nhắc xuống. Bây giờ món rau của mình đã hoàn thành rồi nha. Bây giờ kế tiếp là mình sẽ làm món thứ hai. Ở đây là có bột, một bịch bột chiên giòn nha. Một bịch bột chiên giòn. Mình chuẩn bị sẵn cái tô. Mình cho bột chiên giòn vào. Bây giờ mình cho nước vào luôn. Trăm rưỡi gram thì mình sẽ lấy trăm rưỡi gram nước. Bằng nhau, một một bằng nhau. Bây giờ mình lấy cái chảo mình cho dầu vào. Bây giờ bột mình đã xong rồi. Bây giờ mình cho rau vào đây mình nè. Mình trộn lên đi mình chiên. Bây giờ mình đã chiên xong rồi. Cô chú anh chị em thấy ngon không? Trời, ngon lắm nha. Bây giờ mình sẽ làm một món nữa. Cái chảo giờ mình đã đổ bớt dầu ra rồi. Mình chừa lại chút ít, mình cho chút hành vào, chút tỏi vào. Mình cho tỏi nhiều một chút nha. Tại này bây giờ là mình xào tỏi. Làm món ăn đơn giản. Tỏi dậy mùi thơm lên là được rồi. Mình cho rau vào luôn. Bây giờ mình cho vào đây hơn nửa muỗng cà phê bột liên nha. Nửa muỗng cà phê đường. Mình cho vào chút xíu nước cho tan gia vị. Bây giờ món xào của mình cũng đã chín rồi. Bây giờ mình cho hành lá vào luôn. Cô chú anh chị em thấy không, chỉ là món rau củ quả khô thôi là mình cũng chế biến được nhiều món ăn nha. Mình có thể nấu canh. Bây giờ đây món này món thức nha, thứ nhất nha. Đây là mình làm món thứ nhì. Ở đây là món thứ ba.
Bây giờ các bạn thấy nè, mình là rau củ quả khô mà mình chiên rất ngon nha, để mình chặt ra thử. Rất là thơm ngon luôn. Đó. Mình ăn kèm với xà lách, rau thơm. Mình có thể mình cuốn kèm gì. Rồi cho vài cọng rau thơm lên rồi mình cuốn mình ăn nha. Mình làm sẵn một chén nước mắm. Thôi bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc cô chú anh chị em làm món này ăn ngon miệng nha. Ở đi chợ cứ rau củ quả rẻ thì mình cứ mua về mình làm để dành khi nào mình cần thì mình có mình ăn liền. Mình xin chào chúc cả nhà luôn bình an, giàu giàu sức khỏe. Mình cũng mong cô chú anh chị em yêu thương mình, ủng hộ mình, chia sẻ những món ăn của mình cho các bạn đồng trai cùng tham khảo nha. Cũng như là ủng hộ mình xin chào.